Tam Tự Kinh Tập 1 Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu bất xáo, tính nãi thiên, xáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Ý nghĩa của đoạn này là, khi một đứa trẻ vừa mới sinh ra thì đều thiện lương và đáng yêu. Nhưng trong quá trình trưởng thành, nếu như trong môi trường giáo dục khác nhau, thì sẽ hình thành những thói quen khác nhau. Cho nên, nếu như một đứa trẻ không được dạy dỗ tốt, thì bản tính thiện lương vốn có ban đầu có thể sẽ không còn nữa. Hơn nữa, trong khi dạy bảo, nhất định phải chuyên tâm ân cần. Các bạn nhỏ ơi, giữ gìn tâm địa thiện lương là rất quan trọng đó. Sau đây chúng ta cùng xem câu chuyện về Châu Sứ nhé. Tiểu Nhi, ghi nợ cho ta. Tiền rượu hôm nay, ta mời các ngươi. Châu Đại Gia, tiền rượu tuần trước ngày chưa... chưa... Cái gì? Không, không có gì. Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi. Đáng ghét. Vào triều Tấn, ở vùng Nghĩa Hưng, có một thanh niên tên là Châu Sứ. Từ nhỏ anh ta đã mồ côi cha mẹ, không có ai quản thúc dạy bảo, nên thường hay ỉ mạnh gây sự khắp nơi. Nhìn gì mà nhìn? Người trong thôn nhìn thấy anh ta như nhìn thấy thú dữ rắn độc, tránh còn không kịp. Này, lão già, các người vừa nói gì? Chúng tôi đang nói, mấy năm nay vùng này xuất hiện 3 mối tai ương. Chúng làm hại thôn ta, làm mọi người khổ không nói nên lời. Ồ, vậy ư? Thứ nhất là hổ ăn thịt người trên núi Nam Sơn. Nó thường xuyên rình bắt người đi đường. Một khi ai đã lên núi thì không về được nữa. Tai ương thứ hai là con giao long dưới cầu Trường Kiều. Con ác long này tính tình bất thường, có lúc tập kích tàu thuyền, có lúc người dân đang đi trên cầu thì bị nó cuốn xuống. Nó đã hại biết bao nhiêu mạng người, nhưng mọi người lại không có biện pháp nào để ngăn cản hoặc trừ bỏ nó. Hổ ư? Giao long ư? Chúng có gì đáng sợ? Hãy xem ta đi thu phục chúng. Không lâu sau, có người nhìn thấy Châu Sứ đánh nhau với hổ ở trên núi Nam Sơn. Cuối cùng chỉ nhìn thấy Châu Sứ vung nắm đấm, xong hổ đã bị đánh chết. Vài ngày sau, lại có người nhìn thấy Châu Sứ nhảy xuống sông vật lộn với giao long. Họ đánh nhau 3 ngày 3 đêm không phân thắng bại, người dân cũng dần dần vây trên cầu xem. Châu Sứ đánh với sao long lâu như vậy mà không thấy nổi lên, phải chăng đã xảy ra chuyện? Hey, chị nhìn kìa, có động tĩnh rồi. Là sao long. Sao long chết rồi. Thế còn Châu Sứ? Xong rồi, Châu Sứ cũng chết rồi. Đại anh hùng đã trở về rồi. Giao long chết rồi, Châu Sứ cũng chết rồi. 3 mối tai ương đã bị trừ bỏ rồi. Mọi người đang nói gì chứ? Thì ra, ta chính là mối tai ương thứ 3. Châu Sứ biết được sự thật thì vô cùng xấu hổ. Anh hạ quyết tâm làm lại từ đầu. Anh bái nhà đại văn học triều Tấn là Lục Vân làm thầy, nỗ lực vươn lên, chăm chỉ học tập.
Cuối cùng anh làm quan lớn, vì dân chúng mà làm rất nhiều việc tốt.